Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ mà chúng tôi vừa nhận được từ CNN. Thưa quý vị, cháy rừng xảy ra gần Sacramento khiến cho hàng trăm người phải di tản, tin từ Sacramento. Một trận cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra tại một khu vực nông thôn ở phía bắc của Sacramento, thủ phủ của tiểu bang California, khiến cho hơn 500 hộ gia đình và khoảng 1.200 cư dân phải tiến hành di tản. Theo phát ngôn viên của Cục Kiểm lâm Phòng chống hỏa hoạn California là bà Lynn Tolmachov cho biết, trận hỏa hoạn nói trên đã thiêu trụi hơn 1.200 hecta đất, phá hủy 5 khu cư trú, 2 công trình phụ và khiến cho một người bị thương nhẹ. Trận cháy này xảy ra cách khoảng 5 dặm về phía bắc của thị trấn Plymouth và cách khoảng 30 dặm về phía đông của thành phố Sacramento, nằm ở phía bắc của trung tâm California, bao gồm cả nhiều khu vực của hai quận Amado và El Dorado. Theo bà Tolmachov cho biết, đã có khoảng 250 hộ gia đình bị yêu cầu di tản vào buổi chiều ngày thứ Bảy, nâng tổng số lên mức 515 hộ kể từ khi ngọn lửa mới bùng phát vào ngày thứ Sáu. Theo thông tin được biết, thì hiện tại người ta đã kiểm soát được khoảng 20% vụ cháy. Ngọn lửa đã di chuyển rất nhanh vào buổi chiều hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, gió lặng và không khí lạnh của buổi tối đã giúp cho các nhân viên cứu hỏa khống chế được đám cháy. Hiện nay, một trường trung học tại địa phương đã được trưng dụng để làm nơi trú ẩn tạm thời cho người dân, gia súc và những con vật nuôi. Theo thông tin cho biết, đã có 50 xe chữa cháy được điều động tại hiện trường của vụ hỏa hoạn. Hiện nay, nguyên nhân gây ra vụ cháy này vẫn còn đang được điều tra.